rất vui được gặp lại các con trong môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con hãy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trong tiết học của mình nhé. Trong tiết học hôm nay, cô cùng các con thực hiện bài 14 với hai nội dung. Nội dung đọc, cỏ non cười rồi. Nội dung nghe viết, cỏ non cười rồi. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ giúp các con đọc đúng rõ ràng tốc độ phù hợp, hiểu nội dung bài đọc nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài cỏ non cười roi và con làm đúng bài tập chính tả trước khi vào bài học cô trò mình cùng khởi động cô mời các con quan sát tranh và cho cô biết con thấy gì trong tranh nhìn vào tranh con thấy bức tranh vẽ cảnh công viên có những cây xanh rất mát mẻ có ghế đá dưới bóng cây xanh xung quanh những gốc cây được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mơn mởn. Còn có rất nhiều hoa nở rực rỡ. Điều làm mọi người chú ý là trên bãi cỏ, bồn hoa có những tấm biển báo. Nội dung những tấm biển báo là gì? À, biển báo thứ nhất không dẫm chân lên cỏ. Biển báo thứ hai không vứt rác bừa bãi biển báo thứ ba không hái hoa vậy theo con các tấm biển báo dưới đây nhắc nhở chúng ta điều gì à các tấm biển báo dưới đây nhắc nhở chúng ta ý thức bảo vệ môi trường để môi trường luôn sạch đẹp đấy các con cô mời các con quan sát tiếp bức tranh thứ hai nhìn vào tranh con thấy các bạn đang làm gì các bạn trong tranh đang đùa nghịch rất vui vẻ trên bãi cỏ. Còn những cây cỏ non thì trố mắt nhìn các bạn tỏ vẻ đau đớn khi bị giảm lên. Vậy các bạn ấy là ai? Đang đùa nghịch ở đâu? Và vì sao cây cỏ lại tỏ thái độ như vậy? Cô trò mình cùng tìm hiểu diễn biến câu chuyện qua bài đọc cỏ non cười rồi để hiểu thêm các con nhé. Cô mời các con mở sách trang 57, 58. Mời các con lắng nghe cô đọc bài và đọc theo cô. Cỏ non cười rồi, mùa xuân đến, cỏ trong công viên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Từng đàn án từ phương Nam trở về, trẻ em chơi đùa dưới ánh mặt trời ấm áp. Một hôm, chị Én nâu đang sửa soạn đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lần theo tiếng khóc, Én nâu tìm đến công viên nhỏ. Thấy một cây cỏ non đang khóc, Én nâu hỏi: "Em bị ốm à?" Cỏ non khóc nấc lên: "Chị ơi, em không đứng thẳng được nữa. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và giẫm lên em." án nâu lặng đi một phút rồi bỗng reo lên đừng khóc nữa chị sẽ giúp em thế rồi án nâu gọi thêm rất nhiều bạn của mình suốt đêm cả đàn án ra sức đi tìm cỏ khô tết thành dòng chữ không dẫm chân lên cỏ đặt bên cạnh bãi cỏ xong việc án nâu tươi cười bảo cỏ non từ nay em yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu. Cỏ non nhoẻn miệng cười và cảm ơn chị Én Nâu. Theo 365 truyện kể hàng đêm. Các con vừa cùng cô đọc bài Cỏ non cười rồi. Để thể hiện tốt nội dung câu chuyện, khi đọc các con càng ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. Thể hiện lời thoại của nhân vật trong bài cho phù hợp các con nhé. Theo con, bài đọc chia thành mấy đoạn? Bài đọc hôm nay chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến ấm áp. Đoạn 2 từ một hôm đến giúp em. Đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ cô cùng các con đọc và tìm hiểu nội dung đoạn 1. Trong đoạn 1 khi đọc, các con lưu ý phát âm đúng từ giấc ngủ đông. Giấc ngủ đông. Ngoài ra, con còn thấy có câu văn dài. Các con ngắt hơi và nghỉ hơi đúng chỗ cô làm dấu nhé. Cô cùng các con đọc lại. Cỏ trong công viên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Mời con đọc lại. Nhìn vào nội dung đoạn 1. Con hãy nói tiếp câu tả cảnh mùa xuân trong công viên. Ý A: cỏ chấm chấm chấm. B: đàn én chấm em... chấm chấm. C: trẻ em chấm chấm chấm. Các con hãy dựa vào nội dung đoạn 1 và con sẽ nói tiếp câu còn thiếu trong ý A, ý B và ý C nhé. Mời các con thực hiện. À, các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ, cô trò mình cùng nói tiếp. Ý A. Nhìn vào đoạn 1, con thấy. Cỏ bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Đàn án thì như thế nào? Đàn án từ phương Nam trở về. Và con xem trẻ em làm gì nhé. trẻ em chơi đùa dưới ánh mặt trời ấm áp. Đây là những chi tiết tả cảnh vật của cảnh mùa xuân rất đẹp. Mời các con đọc lại. Trong đoạn 2, khi đọc, các con phát âm đúng từ sửa soạn, sửa soạn, thút thít, thút thít thút thít là tiếng khóc nhỏ và ngắt quãng én nâu én nâu đây là én nâu nè con én nâu còn được mệnh danh là sứ giả của mùa xuân đấy các con dẫm lên dẫm lên nghĩa là đạp lên đè mạnh lên Trong đoạn 2 các con chú ý câu văn dài. Các con sẽ ngắt hơi sau những chỗ cô làm dấu và nghỉ hơi ở cuối câu. Cô cùng các con đọc lại. Một hôm chị én nâu đang sửa soạn đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Mời các con đọc lại. Và trong đoạn 2 còn có một câu văn dài các con hãy đọc cùng cô. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và dẫm lên em. Mời con đọc lại. Trong đoạn này, khi đọc, các con chú ý câu hỏi của Án Nâu. Em bị ốm à? Ở cuối câu con thấy có dấu chấm hỏi nên con nhớ đọc cao giọng ở câu hỏi nhé. Và đây là câu trả lời của cỏ non. Các con nhớ đọc với giọng đau đớn, ấm ức khi bị các bạn nhỏ dẫm lên. Chị ơi, em không đứng thẳng được nữa. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và dẫm lên em. và câu nói của chị án nâu đã tìm ra cách giúp cỏ non nên con đọc với giọng vui vẻ phấn khởi đừng khóc nữa chị sẽ giúp em nhìn vào đoạn hai con cho cô biết vì sao cỏ non lại khóc à cỏ non khóc vì bị các bạn nhỏ giẫm lên Mời con đọc tiếp đoạn 3. Trong đoạn 3 các con chú ý phát âm từ Tết. Tết. Tết thành dòng chữ ý nói bệnh dính những cọng cỏ lại thành dòng chữ đấy các con. Bãi cỏ. Bãi cỏ. Nhoẻn miệng cười. Nhoẻn miệng cười nghẽn miệng cười, ý nói mở miệng cười tự nhiên, thoải mái. Và trong đoạn này có câu văn dài, các con chú ý, ngắt nghỉ hơi cho đúng. Mời con đọc cùng cô. Suốt đêm, cả đàn én ra sức đi tìm cỏ khô, tết thành dòng chữ, không dẫm chân lên cỏ, đặt bên cạnh bãi cỏ. Mời con đọc lại. Và con lưu ý câu nói của én nâu sau khi đã giúp cỏ non. Con đọc với giọng ân cần triều mến con nhé. Từ nay em yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu. Nhìn vào nội dung đoạn 3, con tìm xem thương cỏ non, chim én đã làm gì? Đúng rồi, thương cỏ non, chim én gọi thêm rất nhiều bạn của mình, tìm cỏ khô tết thành dòng chữ, không giảm chân lên cỏ, đặt bên cạnh bãi cỏ. Nói gương chim én, các con hãy giúp đỡ bạn bè và mọi người khi cần con nhé. Mời các con quan sát bức tranh của bài đọc. Trong bài đọc, con thấy các bạn nô đùa trên bãi cỏ là việc làm không tốt vậy thay lời chim én, con hãy nói lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ. Con có thể nói các bạn ơi, các bạn đừng sẵn chân lên cỏ non nhé. Các cậu ơi, chúng mình cùng chăm sóc cỏ non nhé. Các con vừa nghe hai bạn thay lời chim én nhắn nhủ tới các bạn nhỏ những việc không nên làm. Vậy khi ở trường, ở nhà hoặc những địa điểm tham quan có vườn hoa cây cỏ thì con nhớ đừng chạy nhảy giẫm đạp lên chúng mà con hãy chăm sóc bảo vệ chúng các con nhé. Cô cùng các con vừa đọc và tìm hiểu nội dung bài cỏ non cười rồi. Theo con, bài đọc cho chúng mình biết điều gì? À, bài đọc cho biết chim én cùng các bạn tìm cách giúp đỡ và bảo vệ cỏ non. Mời con đọc lại. Các con vừa đọc và tìm hiểu nội dung bài, các con có thể đọc lại bài nhiều lần thật tốt nhé. Cô cùng các con chuyển sang nội dung thứ hai, nội dung viết, nghe viết Cỏ non cười rồi. Mời con mở sách trang 58. Con hãy lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô. Cỏ non cười rồi. Ánh nâu gọi các bạn của mình đến suốt đêm cả đàn đi tìm cỏ khô tết thành dòng chữ không dẫm chân lên cỏ rồi đặt trên bãi cỏ xong việc án nâu tư cười bảo cỏ non từ nay em yên tâm rồi không còn ai dẫm lên em nữa đâu còn hãy nhìn vào đoạn viết và cho biết đoạn viết có mấy câu Đoạn viết có. 5 câu. Trong đoạn viết có những dấu câu nào? Đoạn viết có. dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép dấu chấm thang và dấu gạch ngang khi viết các con lưu ý đặt những dấu cho đúng nhé những chữ nào trong đoạn viết được viết hoa những chữ được viết hoa là cỏ là chữ đầu tên bài và các chữ đầu câu nên con cần phải viết hoa nhé trong bài viết có những từ khó viết, dễ nhầm lẫn. Các con chú ý đó là những từ dẫm chân. Trong từ dẫm chân, con lưu ý vần âm trong tiếng dẫm. Âm chờ trong tiếng chân, dẫm chân. Bãi cỏ thì con lưu ý vần ai, a i ai y ngắn trong tiếng bãi. Bãi cỏ. Yên tâm. Các con chú ý tiếng yên i e yên y dài nhé mình cùng đọc lại dẫm chân bái cỏ yên tâm ở những từ này các con nhớ viết vào bản con hoặc vào vở nháp cho thật là đúng các con hãy lắng nghe cô đọc lại bài viết cỏ non cười rồi án nâu gọi các bạn của mình đến suốt đêm cả đàn đi tìm cỏ khô tết thành dòng chữ không dẫm chân lên cỏ, rồi đặt trên bãi cỏ. Xong việc, án nâu tư cười bảo cỏ non. Từ nay em yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu. Ở bài viết này, các con sẽ trình bày vào vở. Đây là bài viết đã được trình bày. Mời các con quan sát. Khi viết, các con nhớ viết đúng những chữ viết hoa và trình bày sạch đẹp nhé. Các con nhờ cha mẹ, anh chị đọc bài này cho con viết vào vở. Con nhớ ngồi viết đúng tư thế, viết cẩn thận sạch sẽ. Viết xong con tự chữa lỗi như cô đã hướng dẫn. Sau đó, con đem cho anh chị, cha mẹ con xem để kiểm tra lại giùm con nhé. Cô trò mình cùng thực hiện nội dung luyện tập. Bài 2, chọn ngờ đơn hoặc ngờ ghép thay cho ô vuông. Để chọn ngờ đơn hoặc ngờ ghép thay cho ô vuông trong câu, con hãy đọc kỹ và nhớ lại quy tắc chính tả về ngờ đơn và ngờ ghép để thực hiện cho đúng nhé. Mời con thực hiện. À, các con đã thực hiện xong rồi phải không? Cô trò mình kiểm tra lại kết quả nhé. Ô vuông thứ nhất, các con thấy ngờ đứng trước y nên con sẽ chọn là ngờ đơn hay ngờ ghép? À, con sẽ chọn ngờ ghép. Nghìn. Ở vuông thứ hai, ngờ đứng trước o, nên con sẽ chọn ngờ nào? Đúng rồi, con sẽ chọn ngờ đơn, ngọc. Mời con đọc lại. Buổi sớm, muôn nghìn giọt sương động lại trên những ngọn cỏ, lóng lánh như ngọc. Cô khen bạn nào có kết quả đúng nha các con. Các con đã dựa vào quy tắc chính tả ngờ ghép luôn đứng trước âm Y, E, E và ngờ đơn thì đứng trước những âm còn lại. Nên còn không khó để làm bài tập 2 phải không các con? Cô cùng các con chuyển sang bài tập 3. Trong bài tập 3, cô trò mình sẽ chọn câu B, chọn S hoặc S thay cho ô vuông. Trong bài tập này, các con sẽ thay 3 ô vuông bằng vần S hoặc vần S sao cho từ có nghĩa ở trong câu nha các con. Mời các con thực hiện. À, các con đã thực hiện xong rồi. Vậy con hãy xem kết quả của con giống như kết quả của cô không nha. Ô vuông thứ nhất, con sẽ chọn S hay S? À, mình sẽ chọn S. Vui như Tết ô vuông thứ hai thì con sẽ chọn ớt ớt kêu ôm ôm ao chum đầy nước ô vuông thứ ba thì con sẽ chọn ớt hay ớt à con chọn vàng ớt ê chờ ớt ánh trăng trên chết đầu làng mời con đọc lại Cô và các con vừa thực hiện bài tập 2, bài tập 3. Chọn ngờ đơn, ngờ ghép, ếch, ớt thay cho ô vuông. Sau giờ học hôm nay, các con nhớ luyện đọc lại bài 14, Cỏ non cười rồi, trang 57. Và con hoàn thành bài viết vào vỡ như cô đã hướng dẫn. Con chuẩn bị tuần 26, bài 15, Những con sao biển, trang 61 và chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau. Giờ học của cô trò mình đến đây đã hết rồi. Mến chào các con.